Kính chào quý anh chị em. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 12, Hội Thánh Liên Hiệp Phe Phát và Hội Thánh Tình Thương ở Philadelphia có kỳ trại ở Centralville, tiểu bang Maryland, 3 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và chúng ta cũng có những sứ điệp rất là thách thức chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ có mục sư Wayne chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Dưới sự thông dịch của trong kỳ trại này có rất là nhiều tiết mục ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, thông công với nhau giữa hai hội thánh. Giờ có lớp của thiếu niên, thiếu nhi, nói chung là rất là nhiều tiết mục hấp dẫn. Châu quay một cái video nhỏ nhỏ gửi đến quý anh chị em những sinh hoạt của hội thánh. Rồi xin Ngài nhắm lấy.
trong nơi chí thánh của Ngài giờ này. Hãy bước. Dòng sông đó sẽ chảy vào lòng của chúng ta, sẽ làm tươi mới lại tất cả những cái cũ kỹ, những cái đã chết rồi, nó sống lại để chúng ta tôn cao Ngài, thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ, giàu lòng thương xót.
chúng ta hãy đón nhận Đức Thánh Linh Ngài sẽ tuôn đổ trên mỗi một người chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng ra, hướng về Ngài, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài tràn ngập trên mỗi một người chúng ta. Chúng ta không còn một nếp sống cũ nữa, mà chúng ta sẽ thành một con người mới. Để chúng ta thờ phượng Ngài, tôn vinh Ngài suốt cả cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta được Chúa Ngài sử dụng chúng ta cho công việc nhà của Ngài, cùng với nhau tất cả các con cái của Chúa, để làm sáng danh Ngài. Chúng ta hãy đến với Chúa, hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, trong những ngày cuối cùng này, xin Chúa Ngài sử dụng mỗi một con cái của Chúa để làm công việc nhà của Chúa, mở mang phương thức của thánh của Chúa. Hallelujah. Được phước vì biết rằng Ngài đang ở đây với chúng con. Và Chúa ơi, chúng con khát khao rằng trong giờ thờ phượng này, mỗi chúng con đều kinh nghiệm được sự ngọt ngào tươi mới trong tình yêu thương rất lớn của Ngài trên chúng con. Chúng con muốn được tràn ngập tình yêu của Ngài, và chúng con khao khát rằng sự sống tươi mới của Chúa làm cho chúng con được nóng cháy, làm cho chúng con được mạnh mẽ, và làm cho chúng con thêm lên trong Chúa ơi lòng kính yêu Ngài. Chịu khó cầm cái này đưa cho cái người đó để người ta không dính rồi phía dưới và cái người đầu tiên để rút bớt cái thời gian một chút xíu là trên này phải chuyển sẽ bóc tay đưa một sư cường với con Mỹ cũng bóc tay đưa cho cái người đầu đàn, còn ở dưới kia là họ tự chuyển, giống như là con Mỹ sẽ cầm một cái đưa cho thầy Việt rồi thầy Việt truyền hết xuống dưới kia rồi mới ấy. Quay lại làm lại thôi, có không người gì hết như đây thôi mà rồi nhiều lắm, lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm, cái này là lâu lắm. Dạ, một lần hai cộng nha, một lần hai cộng. Cô Mỹ một lần hai cộng. Bạn năm thành viên ở bên trong là không có được dùng tay nha. Bây giờ quý vị chuẩn bị chưa? Giải thưởng đang được treo ở dưới kia. Mở nhạc lên, thầy Thắng ơi, mở nhạc lên. 1, 2, 3. Bên này có giỏ nè.
bây giờ cả năm nhà lắng nghe giùm chút xíu nha. Cả năm nhà lắng nghe. Phát cho mỗi người một cây đó. Rồi. Chị với em. Các cháu thanh thiếu niên. Mục sư Hải. Pastor Hải. Ở khá xa chúng ta. Very far away from us. Cùng đến đây với chúng ta để cùng chung với nhau hai hội thánh tổ chức chương trình đại của chúng ta. And we also want to thank you the two churches that have come and planned for this camp. Cho nên quý vị, chúng ta nhớ sinh hoạt chung với nhau nha, chứ đừng chỉ sinh hoạt trong cái nhóm của mình. So it is very important for us to join together instead of be separated, kids. Cho nên những anh chị em Hội Thánh Liên Hiệp liên hệ trò chuyện thông công sinh hoạt chung với những anh chị em bình tình thường. Yeah, so everyone just join together, talk to each other and communicate together with love and joy. Rồi, chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta khô đô bay vào đây để giúp cho chúng ta. To come and help us. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa cho ông và hy vọng rằng ông sẽ có những lời của Chúa cho thanh thiếu niên trong các cháu của chúng ta. Thank you.